Xe tải lăn bánh trôi từ trong nhà kho chắn ngang quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, khiến một người đi xe máy đâm vào ra đi tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông này. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 3 phút ngày 4 tháng 5. Thời điểm này, xe máy biển kiểm soát 86FA9300 do NVD 16 tuổi quê Thanh Hóa điều khiển lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Phan Thiết, tông vào xe tải gắn cầu mang biển số 86C16160. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, xe tải gắn cần cầu di chuyển theo hướng lùi từ trong kho bên lề đường ra giữa đường và chắn ngang quốc lộ 1. Cùng lúc, xe máy do Đê điều khiển chạy trên đường và tông thẳng vào cuối thân xe tải. Được biết, Đê mới từ Thanh Hóa theo gia đình vào xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam để làm thuê. Bản thân Đê đang học nghề sửa chữa xe máy và đang trên đường đi mua đồ nghề thì gặp nạn. Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định thời điểm xảy ra tai nạn thì có người điều khiển xe tải hay xe tải không người lái tự trôi ra đường.